Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như thế này thì nhu cầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm, những cái mặt hàng tiêu dùng để mà sử dụng trong gia đình trong những ngày Tết ý, thì tăng cao hơn. Người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên ý, cũng đang rất quan tâm đến những vấn đề về an toàn thực phẩm đối với những mặt hàng mà mình sẽ mua sắm và đang trực tiếp mua sắm. Vậy thì công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được triển khai thực hiện ra sao? Thì trong chuyên mục phỏng vấn chuyên đề ngày hôm nay thì chúng tôi có cuộc trao đổi với lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên để làm rõ hơn về vấn đề này. Và trước tiên thì xin được cảm ơn bà Phan Thị Phong Lan, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên đã tham gia cuộc trao đổi với tôi ngày hôm nay. Xin chào các quý vị khán giả đài truyền hình. Và trước khi chúng ta đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời bà Phan Thị Phong Lan, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với một phóng sự ngắn. Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân tại tỉnh Điện Biên bước vào dịp sôi động nhất trong năm. Bản thân tôi thì và gia đình thì đến những ngày dịp Tết này thì cũng hay đi chọn lựa những cái sản phẩm Tết ạ. Thì thường thì cũng đến những cửa hàng uy tín, rồi là cửa hàng quen, rồi là cũng sẽ chọn những cái thực phẩm mà bản thân là cảm thấy là tốt cho sức khỏe của gia đình, và đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ thì những cái vấn đề đấy thì gia đình sẽ càng chú ý hơn ạ. Bánh kẹo, mứt, đồ uống, thịt động vật sấy khô và các loại hạt đóng gói là những mặt hàng được người tiêu dùng tìm mua nhiều hơn cả tại thời điểm này. Hàng hóa sản xuất trong nước cũng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn do có nguồn gốc dễ nhận biết, thông qua xuất xứ, nhãn mác rõ ràng. Nhưng vẫn còn đó nỗi lo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng tiêu dùng. Trong dịp Tết nhà tôi là mua nhiều mặt hàng nhất. Thông qua nhãn mác giờ hàng giả hàng thật thì rất là khó. Mong được được chức năng vào cuộc quyết liệt để cho người tiêu dùng chúng tôi yên tâm. Thị trường sôi động do nhu cầu sắm Tết của người dân tăng lên, nhiều mặt hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh, có nguy cơ trà trộn vào thị trường. Chính vì thế, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề được đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Xin trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Thưa bà Phan Thị Phong Lan ạ, như phóng sự vừa rồi thì cũng có thể cho thấy rằng là của người dân ấy rất là quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với những loại thực phẩm mà người dân mua sắm trong dịp Tết. Vậy thì xin bà có thể cho biết là những cái nguy cơ tiềm ẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với những mặt hàng đang được bày bán trên thị trường thì nguy cơ ra sao thưa bà? Như chúng ta biết, thực phẩm là cái nguồn cung cấp năng lượng, các chất dinh dưỡng rất cần thiết cho con người sống và phát triển. Thế nhưng thực phẩm cũng là một cái nguồn mà truyền bệnh rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không đảm bảo được cái nguồn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy. Thì trong dịp Tết ý, thì cái nhu cầu sử dụng thực phẩm của người tiêu dùng rất lớn, cả về số lượng và cũng rất là nhiều chủng loại. Thế nguồn nguyên liệu thực phẩm đa dạng, phong phú và được phân phối ở qua rất nhiều kênh. Thế nên vì vậy mà chúng ta rất khó kiểm soát, cho dẫn đến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy. Người tiêu dùng ngày nay thì hay tiết kiệm về thời gian nấu nướng, thì là cũng rất hay sử dụng các cái nguồn thực phẩm là bao gói sẵn có đấy để sử dụng. Đấy, rồi là các cái tiềm ẩn về nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm là do cái số lượng thực phẩm chúng ta coi như là mua nhiều, bảo quản và chế biến thực phẩm không đúng cách. Đấy, việc lựa chọn các cái thực phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, đấy là cũng là một cái nguy cơ mà liên quan đến ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy thì qua thực tế thì xin bà có thể cho biết rằng là cái thách thức lớn nhất đối với công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong cái dịp trước Tết Quý Mão 2023 này là gì thưa bà? Thách thức lớn nhất đối với công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thì thứ nhất là trong cái dịp Tết này, mặt hàng đa dạng, phong phú cùng với nhu cầu sử dụng của người dân tỉnh rất là lớn, mà cái lực lượng kiểm tra tại các tuyến từ tuyến tỉnh đến huyện, xã cũng rất là mỏng, nên dẫn đến cái công tác kiểm tra, kiểm soát là cũng hạn chế. Thứ hai đó là nhiều cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm mở theo thời vụ. Đấy. Do việc đáp ứng yêu cầu về các cái điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì nó cũng rất là hạn chế.
Đấy. Nên khi áp dụng các cái chế tài xử phạt vi phạm hành chính của các cái cơ sở này cũng là một cái điều rất là khó khăn. Thế mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những cái tình trạng mà trường hợp thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để hạn chế các cái ca vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn. Vâng, thưa bà, thì chi cục đã có cái giải pháp cụ thể nào để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà đặt ra và những cái khó khăn mà mình đã xác định như vậy rồi? Thứ nhất là chi cục tham mưu cho ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh xây dựng cái kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Rồi là ra công văn tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống ngộ độc thực phẩm trong cái dịp Tết. Rồi triển khai thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành từ tỉnh xuống dưới huyện, xã trong các cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đấy. Việc kiểm tra thì tập trung chủ yếu là các mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, rồi nước giải khát, rồi rau củ quả, kịp thời phát hiện những cái yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm để xử lý nghiêm các cái trường hợp mà vi phạm quy định của pháp luật. Đấy, rồi ngoài ra thì tổ chức lấy mẫu thử test nhanh về an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm các cái chỉ tiêu an toàn đối với các nhóm thực phẩm có nguy cơ khi cần thiết. Đấy, rồi là huy động tối đa các cái kênh truyền thông nhằm tuyên truyền phổ biến các cái quy định về pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức lựa chọn bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến mọi người dân. Với vai trò là cơ quan đầu mối thì qua công tác kiểm tra kiểm soát trên thị trường trong thời gian qua thì bà có thể cho biết là cái việc chấp hành các cái quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với những mặt hàng mà người ta kinh doanh, người ta bày bán được thực hiện triển khai ra sao, thưa bà? Qua công tác kiểm tra thì với vai trò là cơ quan đầu mối thì trong quá trình kiểm tra các cái cơ sở thì đại đa số các cái cơ sở đã chấp hành các cái quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, có đầy đủ các cái thủ tục giấy tờ như hồ sơ, giấy phép kinh doanh, rồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn đối với những cơ sở mà thực hiện tự công bố sản phẩm thì các cơ sở cũng đã có các cái kết quả xét nghiệm, kiểm nghiệm theo đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn. Nhận định nhu cầu tiêu thụ hàng Tết năm nay sẽ khả quan và tăng cao hơn so với năm 2022. Nhiều cơ sở kinh doanh và các doanh nghiệp phân phối lớn tại tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị sẵn sàng hàng Tết nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân toàn tỉnh. Chúng tôi là cung ứng cho những ngành hàng cho cái công ty mà có uy tín, mà toàn hàng của Việt Nam sản xuất, chứ không ngành ngày nào mà ngoài người Việt Nam mình. Thì những công ty này chúng tôi cũng hoạt động, người ta cũng được hơn 20 năm rồi. Cái hàng nào nhập trước xuất trước và cũng chỉ kiểm tra thường xuyên liên tục, làm sao mà kịp thời thị trường cho những sản phẩm, không để hàng trong kho để ngăn nắp hết hạn sử dụng. Nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm và nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tập trung kiểm tra những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như bánh mứt kẹo, nước giải khát và thực phẩm tươi sống. Thì mục tiêu của đoàn kiểm tra là tập trung vào các cái sản phẩm phục vụ cho dịp Tết và các cái sản phẩm có nguy cơ về mất an toàn thực phẩm. Qua đó để mà đánh giá được các cái sản phẩm phục vụ Tết xem có đảm bảo được cái vấn đề về chất lượng an toàn thực phẩm hay không. Đợt ra quân cao điểm thực hiện thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ được triển khai liên tục từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023. Đối với những mà đơn vị cá nhân mà có cái hành vi vi phạm ấy, thì quan điểm của đoàn kiểm tra liên ngành là gì, thưa bà? Trong quá trình kiểm tra đối với các cơ sở mà vi phạm quy định của pháp luật về cái lĩnh vực an toàn thực phẩm
thì đoàn kiểm tra lập biên bản đình chỉ cơ sở không được kinh doanh sản xuất. Còn đối với những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm khi bị xử lý thì thực hiện theo Nghị định số 115/2018, Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Và hiện nay là bổ sung tại Nghị định 124/2021. Thưa bà, bên cạnh cái sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ công chức chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên thì các lực lượng chức năng khác rồi thì chính quyền các địa phương cần phải làm gì để phối hợp thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là kiểm tra để có những mặt hàng thật là an toàn ra ngoài thị trường? Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, chúng ta thứ nhất là phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới, rồi hoàn thiện đổi mới nâng cao hiệu quả về cái công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các cái trường hợp mà vi phạm về cái lĩnh vực an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Một cái nữa đó là cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức của người dân về lĩnh vực an toàn thực phẩm và đẩy mạnh cái công tác truyền thông, các cái văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm để phòng chống ngộ độc thực phẩm. Tại thời điểm này thì chỉ chưa tròn 20 ngày nữa thì đã đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Có nghĩa là cái thời điểm Tết Quý Mão đang đến rất gần rồi. Vậy thì với vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt hàng bày bán trên thị trường thì bà có khuyến cáo gì đối với người tiêu dùng trên địa bàn để lựa chọn được những mặt hàng, những sản phẩm an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình mình để sử dụng trong cái dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới? Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm, lương tâm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì một trong những yếu tố quan trọng đó là người tiêu dùng cũng cần có trách nhiệm về cái bảo đảm về an toàn thực phẩm, từ các khâu lựa chọn thực phẩm rồi đến các cái khâu chế biến bảo quản thực phẩm. Nên đối với các loại thực phẩm bao gói sẵn thì bà con nên lưu ý, đối với những sản phẩm thứ nhất là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, rồi là phải quan sát kỹ bao bì, địa chỉ cơ sở sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn sử dụng bảo quản. Còn khi chọn mua thực phẩm thì bà con nên lựa chọn các cái loại rau củ quả còn tươi, nguyên, không bị dập nát, rồi là không có mùi lạ. Chọn các loại thịt thì đã qua kiểm dịch thú y, đấy, có tem nhãn rõ ràng. Chọn thực phẩm bày bán ở những nơi mà sạch sẽ, ngăn nắp và có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Thế còn vào cái dịp Tết ý, thì nên hạn chế dùng bia, rượu vì có hại cho sức khỏe và có thể gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Đấy, còn ngoài ra thì chúng ta cũng không cần thiết là phải mua hay tích trữ quá nhiều thực phẩm trong cái dịp Tết. Dạ, xin cảm ơn bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể cho thấy rằng là đối với công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với những mặt hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới, thì lực lượng kiểm tra liên ngành trong đó thì vai trò đầu mối của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên thì đã được phát huy tối đa, và công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm này thì sẽ được duy trì cho đến sau Tết Nguyên đán. Và rõ ràng là công tác kiểm tra thì như vậy, tuy nhiên thì đối với mỗi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì cần phải trở thành một người tiêu dùng thông thái để lựa chọn, chủ động lựa chọn những cái mặt hàng, những cái sản phẩm phù hợp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo khuyến cáo của bà Phan Thị Phong Lan. Có như vậy thì những mặt hàng được sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán của mỗi gia đình thì sẽ trở nên an toàn hơn. Và như bà Phan Thông Lan chia sẻ thì chúng ta không nên tích trữ quá nhiều các loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống trong dịp Tết. Nó là một nguồn dẫn đến rất nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết này. Và nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến thì xin chúc cho bà Phan Thị Phong Lan và cán bộ công chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên nhiều sức khỏe, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong dịp tiếp theo. Và chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo. Chúc quý vị một năm mới thật an toàn.